Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn cái mẹo mà làm sạch gương kiến khi đi ngoài trời mưa nha các bạn. Đây, mình xịt nước cho các bạn xem. Mình đó, các bạn thấy mờ đúng không? Không thể nào thấy rõ được. Giờ mình sẽ dùng cái này. Và khi mà đi ngoài trời mưa thì nó mờ như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng kim đánh răng. Dùng kim đánh răng nha các bạn. Kim đánh răng mình bôi lên, bôi toàn bộ kiến. Thì sau đó lấy vải chùi đi. Thì đơn giản, đây thì một chút tí kim đánh răng thôi, mình bôi rất dèo. Thì kim đánh răng thì nó có cái độ mà kiểu như dầu vậy đó, nó không dính nước các bạn, có nhiều là tuột hết. Rồi lấy khăn le, từ từ các bạn, le cho sạch sẽ, không có vấn đề gì hết. Tại mình bôi kim đánh răng vô nó bị dính chất dơ nhiều quá. Giờ mình sẽ leo lại. Lấy khăn khô nha bạn, không lấy khăn ướt, lấy khăn khô á. Rồi, lấy sạch sẽ. Như mới luôn. Rồi, giờ mình tạt nước lên. Xem sao. Rồi tí tại mình dạng nước hơi ít á, để tí nước nó lên chút xíu là nó lên được rồi. Đó, thấy không? Bông lón kính nào, các bạn thấy không? Khác liền đúng không? Khác liền lúc nãy. Có nhiều là tuột nước hết, mình nhìn rất rõ. Còn nãy là nó hơi nhám nhám. Các bạn thấy hay thì nhấn đăng ký kênh nha. Thì chưa gái thì mình sẽ lấy cái khăn le lại lần nữa đó. Mình cho tạt lên. Cái cứu nhất. Tụt hết nha các bạn, nó không có cái sự mà nhanh nhanh lúc trước nữa. Rồi